Qua các thời kỳ, nhiều cán bộ chiến sĩ đã anh dũng hy sinh để bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước. Tấm gương hy sinh của các anh tiếp tục tô thắm thêm truyền thống lực lượng, để các thế hệ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và CNCS ngày một phấn đấu, rèn luyện tốt hơn, nâng cao trình độ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự cố gắng, nỗ lực của các bộ, ban, ngành, địa phương và các lực lượng chức năng, nòng cốt là lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và CNCS, công tác phòng cháy chữa cháy và CNCS đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy và CNCS gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Công tác phòng cháy chữa cháy và CNCS là một mặt trận không có tiếng súng, nhưng mỗi lần xung trận, những người lính cảnh sát phòng cháy chữa cháy và CNCS luôn phải đối mặt với những hiểm nguy ảnh hưởng đến cả tính mạng. Chia sẻ về điều này, Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và CNCS nhấn mạnh, cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và CNCS luôn ý thức được sẽ đối mặt với nhiều yếu tố vô cùng nguy hiểm, bất ngờ đối với tính mạng của mình, nhưng họ luôn luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng xả thân. Chỉ nghe thông tin có người, có tài sản gặp nạn hay nguy cơ dẫn đến chết người trong căn hộ xảy ra cháy hoặc cơ sở đang có những mối nguy hiểm khác nữa thì cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và CNCS không bao giờ nề hà, luôn sẵn sàng để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Song có những yếu tố bất ngờ luôn xảy ra ngoài dự kiến của cán bộ chiến sĩ. Và cũng vì thế đã có tình huống cán bộ chiến sĩ anh dũng hy sinh như Đại úy Phạm Phi Long, Công an thành phố Hồ Chí Minh hy sinh trong vụ cháy nhà tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, Thiếu úy Bùi Minh Quý, Công an tỉnh Gia Lai hy sinh trong vụ cứu người dân khi lũ dâng tại thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai, Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc, Công an thành phố Hà Nội hy sinh trong vụ cháy quán karaoke ở quận Cầu Giấy, Hà Nội và nhiều tấm gương tiêu biểu khác. Đó là sự mất mát to lớn đối với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và CNCS nói riêng và đối với lực lượng công an nhân dân nói chung. Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và CNCS cho biết, đến nay đã có 34 cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và CNCS hy sinh. Riêng từ năm 2017 đến 2023, đã có 10 cán bộ chiến sĩ hy sinh khi thi hành nhiệm vụ và hàng chục người dân đã xả thân quên mình vì sự bình an của cộng đồng. Trung tá Võ Văn Phồn, đội trưởng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và CNCS khu vực An Khê, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, tháng 7 vừa qua, sau hơn 5 năm liệt sĩ Bùi Minh Quý hy sinh, mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Trinh, 60 tuổi, trú thôn Lác Nội, xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam mới thực hiện được tâm nguyện vào thăm đơn vị của con trai công tác và ra bờ sông nơi con trai hy sinh vì cứu người trước đó, thắp nhang cho con. Nhìn thấy mẹ thắp hương, vừa khóc vừa gọi tên Quý, kể về những kỷ niệm của con trai ở quê nhà mà chúng tôi không cầm được nước mắt. Đồng chí ấy là con trai duy nhất của mẹ và cũng chưa lập gia đình, Trung tá Võ Văn Phồn chia sẻ. Thiếu tá Nguyễn Khiển Thành, đội phó đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và CNCS khu vực An Khê trầm tư nhớ lại, chiều 3 tháng 3 năm 2018, đơn vị nhận được tin báo của người dân có một xe ô tô chở mía bị kẹt tại đập tràn thuộc phường Ngô Mây, thị xã An Khê, chiếc xe và tài xế có nguy cơ bị cuốn trôi. Chúng tôi xuất xe CNCS với 7 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường thì thấy nước tràn về rất nhiều, nguy cơ có thể trôi xe, tình hình rất nguy cấp. Biết là nguy hiểm nhưng đồng chí Quý vẫn xung phong bơi ra khu vực giữa dòng nước, lúc đó nước đổ về từ thượng nguồn tăng mạnh, đồng chí Quý chới với giữa dòng nước, tình thế rất nguy hiểm. Khi đó phía trên bờ, đồng đội cố gắng giật dây nhưng không thể giật được. Bất lực, đau xót, hy vọng dần dần mất hẳn. Sau khoảng 20 đến 30 phút, chúng tôi mới đưa được em lên bờ. Trong quá trình vật lộn với dòng nước xiết, Bùi Minh Quý đã anh dũng hy sinh. Vào thăm đơn vị và đồng đội của con, mẹ Trần Thị Trinh ôm chặt từng người nhắn nhủ. Đến bây giờ, mẹ vẫn luôn nghĩ Quý ở bên gia đình và đồng đội. Sự hy sinh của cháu là nỗi mất mát không thể bù đắp, nhưng được sự quan tâm động viên, chia sẻ của đồng chí, đồng đội ít nhiều làm mẹ vơi đi nỗi mất mát đó. Anh em trong đơn vị cố gắng học tập, rèn luyện, phấn đấu để cống hiến hết mình vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Hơn một năm đã trôi qua, vụ cháy ở quán karaoke Isus tại phố Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội để lại nỗi cảm phục và vô cùng đau xót khi cùng lúc lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và CNCS mất đi 3 đồng chí. Khoảng 13 giờ ngày 1 tháng 8 năm 2022, do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện bên trong dàn lạnh điều hòa tại phòng H702 thuộc tầng 7 làm cháy lớp vỏ cách điện, sau đó cháy lan ra xung quanh dẫn đến cháy toàn bộ quán karaoke Isus. Khoảng 13 giờ 11 cùng ngày, nhận được tin báo, ca trực do Thượng tá Đặng Anh Quân, SN1977, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và CNCS, Công an quận Cầu Giấy trực chỉ huy đã điều động 2 xe chữa cháy tới hiện trường.
Tham gia đội CNCS có Thượng úy Đỗ Đức Việt, SN1998, Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc, SN2003. Xác định đây là đám cháy lớn, Thượng tá Quân đã yêu cầu chi viện thêm xe và lực lượng chữa cháy. Do nghĩ vẫn còn người mắc kẹt bên trong quán karaoke, Thượng tá Quân và hai đồng chí Đỗ Đức Việt, Nguyễn Đình Phúc vác vòi phun nước lên tầng 4 của tòa nhà để tìm kiếm CNCS chữa cháy. Lúc này, vật liệu cháy rơi xuống chặn cầu thang, bịt lối thoát, làm cả ba người mắc kẹt tại tầng 4. Đến 14 giờ 10 cùng ngày, tổ công tác mất liên lạc bộ đàm với ba chiến sĩ nên đã quyết định tập trung lực lượng, triển khai đội hình, dùng hai đường vòi bê để chữa cháy theo đường cầu thang giữa tiến lên để tìm người bị nạn. Sau khi đám cháy được khống chế, toàn bộ nhân viên trong quán được cứu hộ, cứu nạn an toàn. 16 giờ cùng ngày, tổ công tác mới đưa được thi thể của ba cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và CNCS ra khỏi hiện trường. Trước khi hy sinh, ba cán bộ chiến sĩ đã cứu được 8 người dân khỏi đám cháy.